Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang lưu thông ở trên tuyến đường Lê Trọng Tấn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của Việt Nam. Hôm nay thì với cái đường Lê Trọng Tấn này, Minh Toàn lưu thông thì đường Lê Trọng Tấn này Toàn đi được từ cái hướng từ Hà Đông ra cái hướng là Đại lộ Thăng Long, tức là từ hướng phía đường Quang Trung Hà Đông về hướng Đại lộ Thăng Long. Và đây là Minh Toàn đang đứng ở một cái dãy khu nhà liền kề của khu đường Trọng Tấn này. Minh Toàn xin mời bà con cùng Minh Toàn chúng ta đi một vòng này. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng đang thấy là các cái căn biệt thự liền kề mở ra rất là nhiều. Đây, bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được. Và hầu như là chưa có người ở. Ở khu này thì quý bà con cô bác ạ, cách đây khoảng 3 năm, 4 năm cũng làm tốn rất là nhiều giấy mực của các nhà báo cũng như là các tờ báo về bất động sản, các căn biệt thự tiền tỷ mà xây ra lại không ở, thì chính là cùng khu này đấy ạ. Đây, các cái căn ở đây thì bà con của bác thấy là chưa có người ở đấy. Ở đây thì Minh Toàn đang lưu thông ở trong cái dãy liền kề thôi, chứ còn nó xung quanh nó có rất là nhiều căn liền kề cũng như là biệt thự bỏ hoang. Đây, trước mặt chúng ta cũng là một cái căn biệt thự nữa, căn biệt thự liền kề đang bỏ hoang. Và mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn là người miền Trung, chính vì thế mà cái giọng điệu của Minh Toàn sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng của cái giọng điệu miền Trung. Có một số câu từ trong video sẽ làm quý bà con cô bác sẽ là khó hiểu, thì rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Và Minh Toàn ở đây chia sẻ, Minh Toàn chia sẻ với một cái tư cách là một người đi khám phá chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch ạ. Đây là ra Đại lộ Thăng Long, có biển chỉ dẫn luôn. Em đi một lúc nữa, cứ đi thẳng đường này thôi là ra Đại lộ Thăng Long. Ở đây thì quý bà con cô bác thấy là đường đi rất là nhộn nhịp. Trước đây đường này cũng vắng, nhưng mà bây giờ thì nó mở thông với Đại lộ Thăng Long và đường Nguyễn Trãi, thành ra là đường này bây giờ cũng rất là nhộn nhịp. Hơn nữa là các cơ sở hạ tầng đang xây dựng rất là nhiều, thành ra là các cái xe tải cũng như là đi rất là nhộn nhịp. Đây, và khi đến Hà Đông và chúng ta lưu thông ở đường Lê Trọng Tấn thì quý bà con cô bác chú ý nhé. Ở đây thì có rất là nhiều cái công trình đang xây dựng, chính vì thế mà gạch đá ở trên đường đang rất là nhiều bừa bộn, nên quý bà con cô bác hãy chú ý, không thì chúng ta đi xe hay cẩn thận. Đấy, quý bà con cô bác thấy ở đây. Hà Đông bây giờ rất là phát triển, và bây giờ Hà Đông đã gia nhập vào Hà Nội, thuộc đất Hà Nội. Ngày xưa là của Hà Tây, nhưng mà bây giờ Hà Tây sáp nhập Hà Nội.
thành thủ đô Hà Nội của chúng ta càng ngày càng được mở rộng. Và trung tâm Hà Nội thì là thủ đô thôi, còn lại xung quanh trung tâm Hà Nội thì vẫn là có nhiều làng quê. Ở đây thì Hà Nội hiện giờ nhiệt độ đang là khoảng 38 độ. Và vào mùa hè bà con cô bác ạ. Mấy ngày vừa rồi thì bà con cô bác cũng đang thấy ở trên các video chia sẻ rất là nhiều, Hà Nội ngập lụt rất là nhiều. Bởi vì mấy ngày vừa rồi là mưa liên tục. Đây, hết địa phận Hà Đông ạ. Ta vừa đi qua cái biển là hết địa phận của Hà Đông. Và đây, mến thưa bà con cô bác, ở đây thì có cái khu du lịch. Đó là cái khu du lịch của gì mình toàn quên mất rồi. Đây mình toàn nhớ, mình toàn đến đây cũng 2 lần rồi mà mình toàn không nhớ ra tên luôn. À đúng rồi, Thiên đường Bảo Sơn. Đây về với Hà Nội thì vào những cái dịp hè này thì quý bà bạn cũng như bà con cô bác chúng ta có thể là đến Thiên đường Bảo Sơn. Trong này nó có những cái trò chơi hoặc là những cái mà quý vị và bà con cô bác cũng có thể là cho trẻ con, các con để vào trong đi chơi các cái công viên nước rồi là cũng như là thủy cung. Nhưng mà vé vào Thiên đường Bảo Sơn thì vào những cái ngày cuối tuần và ngày lễ Tết thì rất là đắt quý vị bạn nhé. Thì bà con cô bác cũng chú ý là chúng ta khi mà đi chơi, nếu mà chúng ta sắp xếp được thì chúng ta đi ngày thường thì nó đỡ đông hơn. Đây quý bà con cô bác cũng đang thấy là ở trong này là cái khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn. Và hầu như là các cái khu đô thị này thì có rất là nhiều căn chung cư. À xin lỗi bà con cô bác, có rất là nhiều căn biệt thự bỏ hoang làm tốn rất là nhiều giấy mực của các báo chí. Đây, các căn biệt thự đang bỏ hoang luôn bà con cô bác ạ. Và bỏ hoang không phải là một năm mà đến nay cũng gần chục năm rồi ạ. Đây Hà Nội vừa rồi mưa mấy ngày nên tuyến đường đang ngập nước như này bà con cô bác. Đây, bà con bác có thể nhìn thấy nước đang còn lênh láng ấy. Đây các căn biệt thự cũng đang xây thô, và xây thô như này cũng gần chục năm rồi, cứ để như thế thôi. Nước ngập nhiều quá bà con của bác ơi. Hôm nay là đã rút đấy, nước hôm nay đã rút bớt đấy. Wow, tuyến đường này ngập quá trời luôn. Đô thị Nam An Khánh ngập quá trời luôn.
toàn định lên đây, mình toàn định lên quay một số cái điểm ngập cho quý bà con cô bác, nhưng mà nước lớn quá không vào được, chưa có chỗ vào luôn. Ở đây nước ngập và các cái căn hộ hầu như là phải dùng máy bơm để bơm nước ra luôn. Mình toàn đi xe máy thành video nó hơi bị sóc và rung thì rất mong quý bà con cô bác thông cảm mình toàn nhé. Đường trơn lắm hả con cô bác ạ. Chắc bà con cô bác cũng thấy giọng điệu của mình toàn là hơi rung rung bởi vì là mình toàn đi xe máy, thành ra là mình toàn cũng vừa đi xe vừa quay video để gửi đến quý bà con cô bác. Chính vì thế mà giọng nó không được ấm, được nhẹ nhàng, rất mong quý bà con cô bác thông cảm cho mình toàn ạ. Đây quý bà con cô bác có thể thấy ở đây là nước nó ngập lớn như thế này. Các cái căn hộ ở đây thì như bà con cô bác đang thấy là nước nó ngập đến nửa hầm và gần lên tầng 1. Ngập như thế này thì máy bơm đâu mà lại được. Ghế trôi nổi luôn. Ở đây cũng là một cái khu nhà liền kề thuộc khu đô thị của đường Lê Trọng Tấn. Ở đây thì quý bà con cô bác thấy là các cái căn biệt thự này cách đây mấy năm về trước mình toàn đi, các căn biệt thự liền kề này đều cũng đang bị bỏ hoang, và bây giờ thì hầu như cũng đang bỏ hoang như thế này quý bà con cô bác ạ. Từ lúc mà bất động sản cách đây 5 năm bắt đầu sụt xuống một cái thì ở khu này hầu như là chết hẳn, ra đất và không thể, các căn liền kề đấy không thể bán được. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng đang thấy là một số cái nhà mà đang thuê rồi thì nếu mà ngập như thế này thì chắc là không hoạt động được rồi, đóng hết cửa hàng luôn. Và nếu mà từ đây đi ra đường đại lộ Thăng Long thì chúng ta đi khoảng 700m nữa, 700-800m nữa là chúng ta ra đại lộ Thăng Long rồi. Minh Toàn xin dừng video ở đấy nhé, để Minh Toàn sẽ quay một video khác, dung lượng máy nó cũng hơi đầy rồi ạ.